Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 3 tháng 7. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Tom Cruise, tên thật là Thomas Cruise Mapleton đệ tứ. Anh sinh ngày 3 tháng 7 năm 1962, là một nam diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love, trước khi gây chú ý với vai diễn trung úy Pete Maverick Mitchell trong phim Top Gun. Cruise cũng được biết đến với vai điệp viên Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Anh đã giành một giải quả cầu vàng ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim Born on the 4th of July, nam diễn viên xuất sắc nhất cho phim Jerry Maguire. Anh là nam diễn viên có doanh thu cao nhất toàn cầu. Cruise còn là một người ủng hộ giáo hội khoa luận giáo và các chương trình xã hội liên quan, vì tôn giáo này đã giúp anh vượt qua chứng khó đọc. Ngày 3 tháng 7 năm 1971 cũng là ngày sinh của Julian Assange. Ông là nhà báo, nhà xuất bản và nhà hoạt động người Úc. Ông là người thành lập WikiLeaks. Ngày mất của ai? Ngày này năm 1290 là ngày mất của Trần Thánh Tông, vị vua thứ hai của nhà Trần. Ngày 3 tháng 7 năm 1888 là ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu. Ông là nhà văn, nhà thơ của Việt Nam. Ngày 3 tháng 7 năm 2020 là ngày mất của Sarah Khan, một biên đạo múa Ấn Độ được biết đến với biệt danh Mẹ của Vũ Điệu. Bà là nữ biên đạo múa đầu tiên ở Bollywood. Với sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, bà đã biên đạo cho hơn 3.000 bài hát. Sự kiện năm 1608, ngày 3 tháng 7, thành phố Quebec được nhà thám hiểm người Pháp Samuel de Chapelain chính thức thành lập. Ngày 3 tháng 7 năm 1886, New York Tribune trở thành tờ báo đầu tiên sử dụng máy kẻ kiểu chữ, loại bỏ việc kiểu sắp chữ bằng tay. Năm 2005, Tây Ban Nha trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào ngày 3 tháng 7. Chương trình hôm nay đến đây đã hết. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại Quick TV.